Châu nè, làm gì mà em quạt dữ vậy? Chào khán giả đi chứ, đã đến giờ của chương trình rồi. Xin lỗi quý vị khán giả. Xin chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Quý vị khán giả, anh Huy biết không, mấy hôm nay nóng quá à. Làm em cứ phải đi đâu cũng cứ đứng quạt vậy nè. Tại sao không đem cái quạt theo? Quạt tay đâu có mát. Sao em quên ta? Anh Huy nhắc em mới nhớ. Thôi được rồi, bữa sau em sẽ mang theo mấy cái quạt chia cho anh Huy xài luôn. Mà Minh Châu nói cũng đúng rồi, mùa hè đến rồi, do đó ở nhà cũng rất là nóng nực. Anh Huy cũng mới mua mấy cái quạt để cho giải nhiệt, cho nó mát thoáng nhà mà. Nhưng mà anh Huy biết không, quạt á thì chỉ có tác dụng giải nhiệt ở bên ngoài thôi, bên trong cơ thể cũng cần phải được thanh nhiệt đó. Chà, anh hiểu ý Minh Châu rồi, luôn luôn lúc nào cũng có ngụ ý muốn anh giới thiệu món ngon thanh nhiệt trong mùa hè phải không? Đúng rồi, anh Huy rất là giỏi. Nhưng mà không phải chỉ có danh thanh nhiệt đâu nha, mà phải thật là ngon và phải làm thật là nhanh nữa. Bởi vì chủ đề của mình là hè ba miền, hè ăn ngon mà. Anh hoàn toàn đồng ý với anh Châu. Hôm nay hai anh em chúng ta sẽ cùng nhau nấu một món ngon đặc trưng của miền Bắc, có tên gọi là đông cô hấp tôm. Để chế biến món này, chúng ta cần có khoảng 10 tay nấm đông cô, hành lá, ớt, gừng, cà rốt, 300g tôm, 50g cá thác lát, 20g mỡ gáy, lòng trắng trứng, bột năng pha nước, nước dùng, dầu ăn, tiêu, đường, nước tương lisa và không thể thiếu hạt nêm, nước hầm xương, ha gì ngon. Đầu tiên là chúng ta sẽ cắt hành lá này ra khúc dài, đầu hành thì băm nhuyễn. Đây, đầu hành này em băm nhuyễn để một chút xíu, rồi chúng ta sẽ ướp chung với cá thắt lát cho thơm. Phần còn lại anh Huy sẽ sắc khúc. Tôm chúng ta sẽ đập dập trước khi cho vào cối, quết lại cho tôm dẻo và dai. Minh Châu nè, hai anh em chúng ta sẽ chia nhau việc làm. Anh thì quết tôm này cho thật là dẻo, và anh cho cá thắt lát qua cái tô nè. Em thì lấy cái muỗng tán cá thắt lát ra để cá thật là dẻo cho anh. Dạ. Rồi, tán như là đều rồi. Chúng ta sẽ cho cái tôm này qua chung và ướp gia vị luôn. Đây, Minh Châu trộn đều hai thứ lại giúp anh nha. Dạ. Đây là mỡ gáy đã luộc chín đây rồi, và chúng ta sẽ sắt khối nhỏ, hạt lựu nhỏ để trộn vào chung trong đây luôn. Minh Châu tới đâu rồi? Em nghĩ là đều rồi đó, anh Huy kiểm tra cho em đi. Được rồi đó Minh Châu. Dạ. Em tiếp tục trộn chung với cái mỡ anh vừa sắt xong nha. Dạ. Ta sẽ trộn chung cái mỡ vừa sắt nè. Chúng ta sẽ sử dụng khoảng 1 muỗng cà phê hạt nêm ha gì ngon, 1/3 muỗng cà phê tiêu cho thơm nè. Tiếp theo là một ít lòng trắng trứng để cho cái món ăn này nó được xốp và nó không có bị khô quá. Minh Châu nhớ nha. Dạ em nhớ rồi. Và quý vị khán giả ơi, hy vọng là quý vị cũng sẽ nhớ lưu ý nhỏ này. Đó là trong lúc mà chúng ta trộn nhân thì quý vị cho vào một ít lòng trắng trứng, giúp cho món ăn sau khi hoàn thành có độ xốp nè và không bị khô. Trộn đều rồi thì chúng ta sẽ vo viên cái nhân này. Bây giờ anh sẽ rắc một ít bột năng nè. Chúng ta sẽ vo viên nha. Minh Châu ơi, trong lúc mà em vo viên thì anh sẽ cho những cái viên nhân này vô nấm đông cô như thế này nè. Dạ. Và còn một điều lưu ý với Minh Châu và quý vị khán giả, nấm đông cô này khi mà chúng ta mua về thì nên nhớ chúng ta phải sơ chế bằng cách là rửa thật là sạch, cắt bỏ chân nấm, sau đó chúng ta luộc nấm qua nước có hạt nêm ăn ngon nè, gừng đập dập nè, hành lá nè. Như vậy làm cho cái mùi nấm này được khử đi và tạo cho cái nấm này được thơm ngon hơn. Công đoạn tiếp theo chúng ta sẽ chuẩn bị một cái nồi để hấp cái đông cô này. Em mở lửa lên đi Minh Châu. Dạ. Kính thưa quý vị, trong thời gian chúng ta đợi nấm đông cô chín thì hai anh em chúng ta sẽ cùng nhau làm cái sốt để ăn kèm ha. Ủa, có sốt để ăn kèm nữa hả? Dĩ nhiên là có cái sốt rưới lên thì nhìn món ăn mới hấp dẫn ha. Dầu cho vô một ít nè, cho toàn bộ hành phi này vô. Đây anh sẽ phi đầu hành cho thơm lên. Lên mùi thơm lên nè. Anh sẽ cho gừng sắc sợi vô luôn. Mùi thơm tăng lên rồi. Dạ. Chúng ta sẽ sử dụng khoảng 1 chén nước dùng. Công đoạn tiếp theo sẽ cho vô đây 1 muỗng canh nước tương lisa, 1 muỗng cà phê hạt nêm Azigon nè, khoảng nửa muỗng cà phê đường. Khi mà hỗn hợp này sôi lên rồi thì chúng ta sẽ cho bột năng pha loãng vô. Bột năng nguyên tắc cho lúc nào cũng là từ từ đúng không anh? Để mình canh cái độ sánh đúng không? Chính xác đó Minh Châu à.
nếu mà em mà cho lỡ nhiều quá thì nó đặc quá thì cái sốt cũng không ngon. Dạ. Chả này là được rồi. Tiếp theo anh sẽ cho cà rốt nè, hành lá vô nè, một ít ớt vô cho nó đẹp. Sốt đã xong, để anh xem coi. Tôm cũng vừa chín tới, thì anh sẽ gấp tôm qua một bên. Anh sẽ cho lông cô hấp tôm ra giữa nha. Dạ. Rồi, một ít nước sốt lên ha. Dạ. Rất là đẹp. Ngoài ra để cho món ăn này đẹp thêm thì anh cũng trang trí một ít ớt nè. Xong rồi anh rắc một ít tiêu lên cho thơm ha. Dạ. Ngò rí để ở giữa. Rồi thêm một ít gừng nữa nè. Dạ. Đây đây, phần của Minh Châu, anh mời em. Cảm ơn anh Huy. Em sẽ thử nha. Nấm thơm nè, ngọt nè, chín nè. Còn tôm và cá, giờ có em quất hay sao anh Huy? Dài phải không? Và vẫn giữ được độ ngọt, tuyệt vời luôn. Hè ba miền, hè ăn ngon. Thời gian dành cho chương trình đã hết rồi, nhưng chúng ta sẽ vẫn thường xuyên giữ liên lạc với nhau bằng cách viết thư nè, cũng như là gọi điện thoại. Hãy viết thư cho chúng tôi đến hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc là số điện thoại của Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto số 083-823-7557. Còn bây giờ, đầu bếp Thanh Huy và Minh Châu xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị.